dưa hấu nha bà con. Dưa hấu thì bà con biết rồi, nó rất hiền, rất tốt. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này vui lòng đừng ăn, vì ăn dưa hấu vào thì bệnh mình càng ngày càng nặng thêm, sức khỏe không tốt. Đó là những người đừng ăn để cho bệnh mình tốt và sức khỏe nó tốt lên. Đó là những người đừng ăn thận yếu, các chứng bệnh về thận, viêm loét miệng, cao huyết áp, tiểu đường, cảm lạnh, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú. Đó là vui lòng đừng ăn để cho nó tốt sức khỏe mình, bệnh nó mau lành, mau bớt, mau khỏi. Còn mà ăn vào thì nó không tốt và bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Là những người có thận yếu, các chứng bệnh về thận, viêm loét miệng, cao huyết áp, tiểu đường, cảm lạnh, bà bầu, dưa hấu nó rất tốt sức khỏe cho người ăn. Nó tốt vô cùng, nó tốt cho sức khỏe, nó ngăn ngừa được ung thư, cải thiện được sức khỏe, giảm viêm, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm đau, nhức cho cơ bắp, cải thiện tốt da, tóc. Ăn dưa hấu trước các bữa ăn là 15 phút, nhưng mà ăn không quá 500 gram, bỏ vỏ. Còn chúng ta ăn được hột và ăn cùng 500 gram thì nó tốt. Nó tốt hả bà con, chứ đừng ăn quá nha bà con. Như vậy chứ không phải là nó tốt là chúng ta ăn quá được. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Nào, xin chào.